Sáu Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con iRobot Roomba. Đây là những cái dòng máy chạy siêu bền bỉ, giá thì rất bình dân. Em báo giá luôn để các bác đỡ mất công xem clip nhiều. Con này em bán là 2 triệu nhé, đi kèm một bộ sạc này. Đấy. Cắm trực tiếp vào đây. Bọn máy xuất cho thị trường Nhật, đây là iRobot Roomba của Mỹ này các bác nhé. Hàng Mỹ xuất cho thị trường Nhật, đối với xuất cho thị trường Nhật thì nó sẽ có thêm cái cổng sạc ở đây. Đấy, một con máy hình thức khá là đẹp này. Hộp giáp. Các bác mua robot thì các bác lưu ý là những cái dòng nào nó thông dụng về linh kiện, ví dụ như cái hãng iRobot Roomba này này. Nó rất là thông dụng về linh kiện, mua cái gì cũng có. Từ các cái chổi quét, hộp giáp, lưới giáp nhá, lưới giáp bên này này. Đối với các cái quả pin hay con lăn nó cũng đều rất là sẵn thay thế. Đây, những cái này nó cũng rất là nhiều, có trên 100.000 thôi, chổi này thì mấy chục nghìn một chiếc thôi. Đây, bánh xe lăn pin thì bên em nhập về khi bán các bác đã thay mới rồi. Đây là hàng này là xuất cho thị trường Nhật. Đây, trên gọi là máy Nhật, trên máy sử dụng rất đơn giản, một nút này để chạy về đốc sạc này. Nếu mà các bác mua thêm đốc sạc thì sẽ kèm thêm 800.000 nhé, 800.000 thì thành 2.8 triệu, như em bán máy không đốc sạc cho nó rẻ cho các bác. Cái nút clear này các bác chạy, các bác ấn mỗi nút clear này là nó chạy thôi, nó quét đấy, nút clear là chạy đấy. Ấn cái nút pot này là nút chạy vòng tròn, ví dụ một cái khu vực nào đó ở đây các bác bị bẩn thì các bác bấm nút này nó sẽ chạy vòng tròn chỉ một khu vực đấy thôi, chứ không đi đâu cả nhiều đấy, chỉ chạy vòng tròn một khu vực để nó hút quay khu vực đấy thôi. Thì hút quanh quanh khu vực đấy thôi. Tất cả các phiên bản mẫu robot hút bụi đều có tính năng chống rơi cầu thang. Để đến các cái mép cầu thang là nó sẽ quay lại. Và tính năng hết pin tự về đốc sạc bằng cái nút này. Đấy, nhưng mà đây thì mình bán là không có đốc, thì cho nên là các bác hết pin thì các bác phải cắm bằng tay. Đấy, gọi là thủ công. Đấy. Với cái tính năng mà hết pin về đốc sạc thì cũng có lúc về lúc không. Đấy, cho nên là các bác mua này cho em có 2 triệu bạc thôi, rất là rẻ, bảo hành 3 tháng như các bác tẹt tẹt tẹt. Linh kiện gì cũng có, máy mua được thay pin mới rồi. Đấy, thay pin mới, mọi chức năng hoạt động ngon lành. Bảo hành 3 tháng, bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé, giá 2 triệu chưa phí vận chuyển. Chào các bác.